Xin chào tất cả quý vị đang đến với chương trình tìm hiểu về các loại visa tại Úc. Thì cùng với công ty Tân Đại Dương ngày hôm nay, trong số thứ tư này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 489, kỹ năng bảo lãnh khu vực thư dân cư. Visa Úc diện 489, kỹ năng bảo lãnh khu vực thư dân cư cho phép lao động có kỹ năng sống và làm việc ở các khu vực cụ thể ở Úc lên tới 4 năm. Sau khi sống tối thiểu 2 năm và làm việc tối thiểu 1 năm ở các khu vực này, lao động có thể nộp đơn xin cấp visa thường trú, visa diện 887. Đối tượng điều kiện áp dụng visa Úc 489 kỹ năng bảo lãnh khu vực thư dân cư, chỉ định công việc nêu trên tại danh mục vị trí nghề nghiệp Skill Occupation List SOL và theo danh mục nghề nghiệp do chính quyền tiểu bang vùng lãnh thổ Úc ban hành. Được xác hạch nghề phù hợp đối với vị trí được chỉ định, dưới 50 tuổi đạt điểm IELTS bắt buộc, điểm thành phần tối thiểu là 6.0, đạt tối thiểu 60 điểm ở bài kiểm tra tính điểm, nộp thư bày tỏ quan tâm EOI, được chính quyền tiểu bang vùng lãnh thổ Úc chỉ định hoặc được người thân sống tại khu vực bảo lãnh có đủ điều kiện chỉ định, nhận được thư mời nộp đơn xin visa. Nếu chính quyền tiểu bang vùng lãnh thổ Úc chỉ định, người nộp đơn phải sống làm việc và học tập tại các khu vực sau đây: ở New South Wales, bất kỳ mọi nơi trừ Sydney, Newcastle, the Central Coast and Wollongong; ở vùng lãnh thổ phía bắc toàn bộ bang, ở Queensland, mọi nơi từ Brisbane area and Gold Coast; ở Nam Úc toàn bộ bang, ở Tasmania toàn bộ bang; ở Victoria, mọi nơi trừ Melbourne và trung tâm thành phố; ở Tây Úc, mọi nơi trừ Perth và các khu vực xung quanh. Nếu các bạn có người thân đạt đủ điều kiện chỉ định, người thân của các bạn và các bạn phải sống, làm việc và học tập ở một trong các khu vực dưới đây: ở New South Wales, bất kỳ mọi nơi trừ Sydney, Newcastle, the Central Coast và Wollongong; ở vùng lãnh thổ phía bắc thì toàn bộ bang; ở Queensland, mọi nơi bên ngoài Brisbane area và trung tâm thành phố; ở Nam Úc toàn bộ bang, ở Tasmania toàn bộ bang; ở Victoria toàn bộ bang; ở Tây Úc toàn bộ bang. Người thân muốn bảo lãnh cho các bạn cần hội đủ các điều kiện bảo lãnh như sau: từ 18 tuổi trở lên, có quốc tịch Úc hoặc có thẻ PA thường trú nhân của Úc, có mối quan hệ với người nộp đơn là con riêng hoặc cha mẹ riêng, anh em trai, chị em gái, anh em trai nuôi, chị em gái nuôi, anh em trai riêng, chị em gái riêng, cháu gái, cháu trai, cháu gái nuôi, cháu trai nuôi, cháu gái riêng, cháu trai riêng, chú bác, cô nuôi, chú bác nuôi, ông bà hoặc anh em họ. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cũng như là các mức phí xét duyệt cũng như là cái quá trình làm hồ sơ ra sao, các bạn hãy liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148 xẹp 1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi là duhocuc.info để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.